Siêu Cúp Anh sẽ mở màn cho bản tin Troll ngày mùng 5 tháng 8. Có thể nhận xét trận đấu này là hiệp 1 của Man City, còn hiệp 2 của Liverpool. Hiệp 1 Man Xanh chơi lấn lướt và có bàn thắng mở tỷ số của Sterling. Nhưng mà sang đến hiệp 2 thì Jacob đã bừng tỉnh, đáp trả bằng rất nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Và thành quả đến ở phút thứ 78 với pha làm bàn của Matip. Hòa 1-1, hai đội lôi nhau đi đá pen. Các cầu thủ của Man City thì rất chi là quách tỉnh, sút 5 vào cả 5. Bên Liverpool thì quách tỉnh kém hơn một tí với pha tạch pen của Gonaldo. Thế là Pep đã có ngay chiếc cúp community shield để làm món khai vị cho mùa giải mới. Mày chửi thầy tao bắn mày liền á, tụi tao bắn mày á, có súng đây nè. Trận tranh siêu cúp Đức giữa cặp kỳ phùng địch thủ Bayern và Dortmund đã kết thúc với phần thắng nghiêng về đội bóng áo vàng đen. Paco Alcacer và Sancho là hai cầu thủ đã ghi bàn. Phía bên kia thì dù rất cố gắng nhưng mà hùm xám cũng đành phải chịu trận để bị bầy ong chích. Sau một mùa giải đầu tiên chưa thành công cho lắm, thì đến mùa giải này xem ra huấn luyện viên Niko Kovac vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đưa Bayern trở lại vị thế thống trị châu Âu như hồi xưa. Manchester United đã kết thúc tour du đấu hè rất thành công của mình. Họ thi đấu 6 trận với thành tích bất bại, thắng 5, hòa 1, ghi 12 bàn, thủng lưới 3 bàn. Đúng thật là mùa giải chính thức đá chỉ để giữ sức bung lụa cho mùa giải giao hữu. Ngoài hạng Anh có thể chỉ đứng top 6, nhưng mà mùa giải giao hữu thì cứ phải là rực rỡ. Fan MU thì tôi khuyên cũng đừng nên kỳ vọng quá vào đội nhà ở mùa giải tới. Vì như các bạn cũng biết rồi đấy, đá giao hữu thì bá đạo thế thôi, chứ vào mùa giải thì lại tắt điện ngay. Thế nên người ta mới bảo là MU là ông vua giao hữu. Huấn luyện viên Son Sa thì cũng đã xác nhận đội trưởng của MU trong mùa giải tới sẽ là Ashley Young. Điều này đồng nghĩa với việc Thánh Young sẽ có thêm nhiều cơ hội ra sân ở mùa giải tới. Xét về vai vế, về kinh nghiệm và tuổi tác thì việc Young làm đội trưởng không vấn đề gì. Nhưng mà đội trưởng mà lại cứ đang ngáo ngáo ngơ ngơ như mùa giải trước thì sẽ làm các fan MU phải lo lắng nhiều đấy. No God! No, God, please, no, 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 no. Tiền đạo trẻ Mo Skin, người được mệnh danh là Ronaldo mới, sẽ chính thức chia tay Ronaldo cũ, từ bỏ Juventus để khoác áo Everton. Bản hợp đồng có thời hạn 5 năm và mức giá có thể lên tới 30 triệu euro. Barcelona thì cũng vừa công bố tân binh Junior từ Real Betis. Anh này là một hậu vệ cánh, tương lai có thể thay thế Jordi Alba. Số tiền mà Barca phải bỏ ra là 18 triệu euro. Thị trường chuyển nhượng đang đi vào những giai đoạn cuối, thế nên là các câu lạc bộ vẫn đang làm việc rất tích cực để đem về những tân binh chất lượng cho mình. Trận cầu mà nóng nhất sân cỏ trong nước tuần này chắc chắn phải kể đến trận đại chiến trên sân Thiên Trường giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai. Năm 2003 đã có hơn 35.000 cổ động viên chứng kiến trận đấu này. Họ phủ kín các khán đài, leo lên cả các giàn giáo chỉ để chứng kiến trận đấu này. 16 năm sau thì vẫn đồng như thế, 30.000 vé bán hết trong một buổi sáng. Thậm chí có những lúc phe vé giao bán một cặp vé lên đến 1 triệu đồng ở khán đài A. Chưa có một trận đấu nào ở V-League mà lại hot như đội tuyển quốc gia đá như vậy. Điều đó đủ cho thấy rằng khán giả Nam Định yêu bóng đá như thế nào. Cổ động viên Nam Định nhận mình số 2 thì ít có cổ động viên nào dám tự nhận mình là số 1. Quay trở lại với diễn biến trận đấu, hai đội đã cống hiến cho khán giả một cuộc rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn. Anh Quang đã khiến cả Thiên Trường nổ tung với bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 4. Thế trận diễn ra bằng căng trong suốt hiệp 1. Sang hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ ghi liên tiếp hai bàn thắng ở các phút thứ 60 và 69. Cứ tưởng như là đội khách đã ra về ngon nghẻ với 3 điểm thì ở phút bù giờ thứ 4, từ pha xử lý rất chi là công kênh của Châu Ngọc Quang, Nam Định đã tận dụng cơ hội để ghi bàn gỡ hòa, giữ lại một điểm cho đội bóng nổi tiếng với mảnh đất Quất Lâm. Bên cạnh đó, một hình ảnh được lan truyền rộng rãi trong trận đấu, đó là một em bé có dấu hiệu bị nút lưỡi trên khán đài. Ngay sau đó đã được các chiến sĩ cảnh sát cơ động mang ra xe để đem đi cấp cứu. Một chiến sĩ còn dùng tay để chèn vào miệng bé, vẻ mặt rất đau đớn, có vẻ như là đã bị cắn. Nhưng mà chiến sĩ ấy vẫn cố giữ cho đường thở của em được thông thoáng. Quả là một hình ảnh gây xúc động lòng người, một hình ảnh thật đẹp. Đến đây thì bản tin Troll của Troll bóng đá cũng xin phép được kết thúc. Các bạn thấy hay hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh, ấn luôn cái nút chuông để ủng hộ Troll bóng đá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.